Hello, xin chào các bạn tới cặp thế giới trong khoa vlog. Hôm nay mình sẽ review cái máy này nha, giới thiệu luôn á. Đây, lắm này, từ từ đi. Mình lấy cái đồng tiền ở đây nè. Mình nói mình luôn chuẩn bị trước. Chắc chắn nó xuống một miếng đây nè. Ha, mở đồng tiền. Đồng. Đó. Hai đồng, 4 đồng luôn. Các bạn thích bỏ mấy đồng cũng được, mình thích bỏ hết. Nếu mình bỏ được mấy đồng nữa, cha, thì được rồi. Khoảng 2 đồng nữa mình bỏ cũng được. 3.000. Đúng như. Thấy chưa, mình nói là đừng bỏ nhiều, nó sẽ bị kẹt nè. Mình khó được bí mật. Mở nó nghe thấy chưa, nó cũng bị kẹt à. Bạn bỏ một viên thôi, đừng bỏ nhiều nè. Không bỏ nữa nha, một viên được liền. Một ấn trần bị kẹt cái gì rồi thôi. Nếu tới đây là kết thúc rồi nha, bye bye.